Phan cứng của chị dạ. Thôi thiếu nè, tôi cho luôn, tặng luôn đi. Phan Tân Bình, anh ơi. Đâu được, anh đâu phải phụ nữ đâu. Dễ gì. Thì anh lên ghế ngồi đi, biết đâu rồi bạn gái của anh may mắn sẽ nhận được. Anh vợ chứ lộn. Lên ghế ngồi đi anh Hoài. Ok, là ghế. Dạ, kế bên Huy Khánh là cô gái rất là xinh đẹp. À, em xin chào tất cả các anh chị khán giả hôm nay có mặt tại đây. Thực sự là em rất là bất ngờ, rất là xúc động khi mà mọi người đến xem và ở đây cho em hỏi là có ai thích vai May không ạ? Đóng vai phản diện mà hỏi có ai thích hơn? Ta phản diện nhưng mà ta là một cô gái đẹp. Mọi người ở đây thích là thích vai May hay là ghét vai May ạ? Ghét là thành công rồi đó, cho mời. Chị ơi, nếu như mà chị gặp May ở ngoài đời, một May như ở trên màn ảnh, chị sẽ phản ứng như thế nào hả? Chị đau. Hôm nay hai chồng chị đi xem bộ phim Quý Cô Thừa Kế. Rất là hạnh phúc khi được gặp diễn viên trực tiếp ở đây. Trước nhất là ngày 8 tháng 3 chúc cho mấy chị em phụ nữ luôn luôn xinh đẹp ha. Dạ, nhiều niềm vui hạnh phúc ha. Trong bộ phim Quý Cô Thừa Kế này thì tất cả diễn viên May hoặc là dạ, Kim. Kim với lại Mỹ Kim đóng rất là thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã góp cho một bộ phim rất là ý nghĩa. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của vị khán giả đã theo dõi bộ phim Quý Cô Thừa Kế 2 ạ. Rồi, một bó hoa hồng rất là đẹp từ anh Huy Khánh dành tặng cho nữ khán giả của chúng ta ạ. Em đại diện mấy anh đàn ông dưới tặng cho chị nha. Hoa. Dạ. Xin phép anh. Dạ, đợi xíu rồi, em mới tặng hoa xong, đợi em xíu. Em vừa tặng em bỏ đi, người ta nói em bội bạc. Chị không có thích em mà. Có thích em không? Trang Nhung xin gửi lời chào đến các em nè, các cháu, các anh, các chị. Và Nhung rất là xúc động khi mà tới đây được khán giả xem bộ phim Quý Cô Thừa Kế 2 và đoàn diễn viên vào, thì Nhung nghĩ là chắc ai cũng xúc động ha, khi mà được gặp khán giả trực tiếp và vừa xem phim giống như là diễn viên bước ra khỏi màn hình á. Thì cho Nhung hỏi một câu là có ai thấy thương Nhung trong phim này không ạ? Đây đây khoan, phê phỏng vấn mình đừng hỏi sao như vậy. Cảm xúc của chị khi xem bộ phim này đặc biệt. Trời, khóc lóc. Vài tôi đang hỏi cô này mà anh cứ dành cho tôi. Nếu đặt trường hợp chị là Trang Dung là một người mẹ trong nhân vật trong phim, thì khi mà gọi điện thoại cho con gái mình liên tục mà con gái không về, thì cảm xúc của chị lúc đó như thế nào? Tại vì lúc đó mình là bạn diễn Trang Dung, mình không biết được cảm xúc của Trang Dung lúc đó như thế nào. Rất là cảm ơn. Thật ra là ông xã ngồi kế bên, ông xã nói là trời ơi, em đi xem phim mà em khóc còn hơn nhiều nữa. Nghĩa là cái vai của chị Trang Nhung đóng nó quá là đại phương á. Và cảm thấy là cái khi mà chị đóng xong chị khóc á, nghĩa là có những cái mà chị đang diễn được cái tâm trạng của chị, thì mình ngoài đây là mình nước mắt mình cứ rơi luôn á. Mình rơi theo cái cảm xúc của chị Trang Nhung. Và mình nói là chị Nhung với là cái người mà diễn đạt nhất trong cái về cái phần cảm xúc á, lấy đi nước mắt của người ta vào một cách mà rất là tự nhiên luôn. Và mình cái ôm từ chị Trang Nhung ạ. Dạ, chị Trang ôm chị gái rồi. Chị cọc đúng không? Tại vì đang rơi mà. Nhưng mà em ôm thì xong em sẽ xử lý anh. Chị cho em hỏi là em đóng chị cảm xúc lắm đúng không? Đúng, em rất là cảm ơn và rất là hạnh phúc. Nhưng mà anh, em phải xử lý anh. Anh cho em hỏi là chị khóc vì là chị thấy em diễn cảm xúc, hay là chị khóc vì chị hay là vai diễn của em là đồng cảm với chị, là chị thấy sao giống mình quá. Xin chào quý khán giả có mặt tại rạp phim hôm nay. Xin chào Trang Nhung, Huy Khánh cũng như là Hoàng Duy và Minh Đạt, và cũng như là bây giờ rất là nhiều anh em diễn viên ở đây.
mình là Nguyễn Hoài, là chồng của Xuân Mãi, cũng là bạn thân của Huy Hắn. Hôm nay là thật sự là có hẹn và rất là mến Huy Hắn diễn rất là hay, cho nên là đến ủng hộ Huy Hắn, cũng có nhắn tin với Huy Hắn là đã đến gặp phim rồi. Và cái cảm xúc hôm nay thì các diễn viên chúng ta đóng rất là đạt, và đặc biệt là cái nội dung của phim thật sự nó rất là sâu sắc và nó có ý nghĩa giáo dục trong cuộc sống hôn nhân gia đình của toàn thể cuộc sống xã hội ngày hôm nay, nó phản ánh rất là chân thực. Và đây cũng là cái điều mà chúng tôi cảm thấy nó rất tâm đắc khi mà xem trong bộ phim này, thì sẽ về mình rà soát lại gia đình của mình như thế nào, căng đơn như thế nào, là cái hợp lý là cái gì không. Về nội dung quá hay, nội dung quá hay cho nên là về phải mình phải xem xét lại. Nói chung là cảm ơn các anh em diễn viên. Nhưng mà anh là ok đúng không chị? Thôi nãy giờ tôi thấy anh cũng mê bom lắm, tôi tặng anh đó, tặng vợ anh đó nha. Chị ơi, rồi, cảm ơn rất nhiều. Dạ, một phút qua từ đoàn phim biết tôi từ cái hai người làm cha chị đã trở về đây để với chia sẻ cho chị. Cái này là kẹo dừa, là thương hiệu nổi tiếng 5 năm của Trang Nhung đó anh ơi. Ăn đừng có tặng ai nha. Thì đánh mà quảng bá thì thôi á, kiểu vui. Đây, đây là món quà chị mở lên đấy, cái trong này là đặc biệt lắm chị. Đó. Wow, một chiếc ly. Một chiếc ly có hình, in hình dạ bất ngờ. Một chiếc ly có hình của dàn cast của quý cô thường cái hai. Rồi, tiếp theo xin mời quý khán giả mời tiếp cùng chia sẻ với quý vị khán giả có mặt trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Xin mời bạn. Trai đẹp trong phim. Em cảm ơn mọi người hôm nay rất là nhiều vì đã đến đây xem phim và ủng hộ bộ phim của Thủ Kiến 2. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3, em muốn xin gửi lời chúc cho tất cả quý trẻ phụ nữ có một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên người thân của mình. Và em cũng xin được gửi một câu hỏi đến mọi cái lời chúc để sáng về chúc mấy người rồi, sao nghe thuộc lòng quá vậy? Chúc đâu mới được không? Chúc qua là khác không được, chúc như lại vậy nha. Nãy giờ ở nhà con học bài em ra đâu kêu em. Nãy giờ ở nhà là em học bài thuộc câu này lắm luôn á, tại vì nó vui quá. Ừ. Dạ, em sẽ gửi câu hỏi đến mọi người là trong bộ phim nhân vật nam đã đọc cuốn sách gì? Ở đây dạ, mọi người có nhớ tên cuốn sách rồi ạ? Người nhà hay gì mà áo đen vô tay đầu tiên. Em chưa thấy. Rồi xin lời bạn nữ áo đen ạ. Thưa anh là muốn kiếp nhân sinh, em có cuốn hơi nhỉ? Wow! Hỏi phụ mới nhận được quà. À không, cái câu đó là sau khi mà tặng đưa quyển sách thôi mà không biết nói câu gì. Chị kêu nguyên tổ chức chị đi coi. Con cũng không nhớ nữa. Đó, lo coi nét đẹp không? Ăn trộm thì sao? Ăn trộm thì không được phát phòng, phát phòng trộm. Đúng rồi! Rồi, xin mời ông Tiết nhìn là một phần quà dành cho bạn gái của chúng ta ạ. Rồi, lên chụp bốn ảnh luôn đẹp của ông Tiết luôn bạn ơi. Rồi, xin mời Kim Huy. Xin chào mọi người. Em tên là Quy Quy. Ở trong hình nhìn không có đẹp bằng, ở trong phim không đẹp bằng. Được, chúc các chị. Em cũng có chị một câu hỏi khá là khó trả lời. Ở trong cái câu từ thứ hai đó là ba đứa bé là ai? Rồi. Đứa biết không ạ? Ai là ba đứa bé hả? Ba là ba đứa bé. Khán giả à, không có cho người nhà. Đúng rồi, đây là một câu hỏi khác. Chị áo xanh ạ. À giờ có cái anh đo tay luôn kìa, ai là ba đứa bé? Ai là ba đứa bé? Xin mời em biết coi chuyển cho anh áo xanh trắng này ạ. À. Chị áo xanh. À, chị à. Dạ mời chị đứng lên nói luôn à, hỏi micro luôn cũng được chị. Xin chào mọi người. Theo mình biết thì là cái anh áo xanh áo xanh. Thế mình chị luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ con vâng quà rồi dành tặng cho nữ khán giả của chúng ta ạ. Rồi xin mời và quý vị chúng ta có thể lên tặng quà cho chị nữ khán giả chúng ta ạ. Rồi anh lên. Alo alo. Dạ vâng. Dạ không được mời fan của mình nha, phải đàng hoàng nha. Sao giờ anh các bé đã rất yêu thương em, dành tất cả tình cảm cho em trong buổi tối ngày hôm nay, thì tại sao anh lại không được mời fan em ạ? Dạ chứ anh cũng cài cắm người nhà anh đấy thôi. Đầu tiên kìa. Em hỏi được tiếp chứ có giơ tay đâu. Mình có 3 phút thôi. Dạ vâng. Đây là câu hỏi.
Cảm ơn. Đó mà thôi thôi. Dạ đây là câu hỏi mà cả hai vợ chồng muốn dành cho tất cả quý vị khán giả. Nhớ nha, giơ tay nhanh để trả lời nhận quà nha. Tôi nói vậy thôi, ai giơ tay nhanh thì giơ. Đó là má lấu bán nhiều chén. Rồi bé đang nữa. Đúng rồi. Đó là bài giỏi nha. Ơi bé này nè, bé áo trắng nè. Rồi, mời em. Bé áo trắng nè. Mời bé áo trắng. Má lấu bán nhiều chén cưng. Dạ 30k. 30k, cái giá đó em lấy ở đâu ra vậy? Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.